Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 12 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là những thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Thời tiết tại khu vực miền đông của tỉnh, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét hại, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 9 cho đến 17 độ. Các thị xã thành phố thuộc khu vực miền tây của tỉnh, thời tiết thuận lợi cho bà con lao động sản xuất. Trời không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 11 đến 18 độ. Còn tại khu vực thành phố Hạ Long, một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh, thời tiết khá thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, ngắm cảnh dịp cuối tuần. Trời không mưa, trưa chiều có nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là 10 độ và cao nhất cũng chỉ ở ngưỡng 18 độ. Còn tại vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, trời nhiều mây, chưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7, sóng cấp 3, cấp 4, ban ngày cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, trời rất đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 10 đến 16 độ. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến là nhiều mây, không mưa, chưa chiều giảm mây, trời nắng, trời rất đậm, rất hại. Còn bây giờ, chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Trong đêm nay, ngày mai, không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục được tăng cường, nên tại các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng, với nhiệt độ phổ biến giao động trong khoảng từ 10 đến 13 độ, vùng núi từ 7 cho đến 10 độ vùng núi cao như là Sapa của Lào Cai, Đồng Văn Hà Giang, Mẫu Sơn, Lạng Sơn có thể giảm xuống dưới 5 độ và có khả năng sẽ xảy ra băng giá. Người dân cần tiếp tục có các biện pháp để phòng tránh rét cho cây trồng và vật nuôi để tránh thiệt hại do giá rét. Còn vào ban ngày thì trời âm u, nhiều mây, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ tại các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Riêng phía Tây Bắc Bộ thì nhiệt độ sẽ cao hơn. Ở một số nơi thuộc Lai Châu, Điện Biên, có thể đạt ngưỡng từ 21 đến 24 độ. Còn đối với các tỉnh trung bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với địa hình nên các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa mưa to. Khu vực chịu tác động nhiều nhất của không khí lạnh là các tỉnh Bắc Trung Bộ như là Thanh Hóa, Nghệ An hay là Hà Tĩnh, trời rét đậm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 12 đến 15 độ. Càng đi xa về phía Nam thì nhiệt độ sẽ càng ấm áp hơn. Với các tỉnh Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ giao động cho khoảng từ 26 đến 29 độ. Lùi xuống các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết nói chung ít biến động. Mưa chỉ xảy ra vài nơi ở khu vực Tây Nguyên. Còn tại khu vực Nam Bộ, mưa rào sẽ xảy ra cục bộ tại một vài tỉnh ven biển như là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng vào chiều tối. Còn vào ban ngày thì khu vực cao nguyên nhiệt độ cũng chỉ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ về đêm và sáng thì nhiệt độ sẽ giảm hơn. Còn tại khu vực Nam Bộ thì trời sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa sẽ dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Còn vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, sẽ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét. Còn tại vùng biển khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa và Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và rông. Trong cơn rông thì có khả năng sẽ xảy ra lốc xoáy và cả gió giật mạnh.